Nhựa của David tức ra là nó là nài mà nài hãng cho nên bắt buộc là nó đấy. David nhựa đẹp không? Cũng thế, thằng Thái Lan copy David trong một năm luôn. Thằng ấy cái phong cách đi của nó cũng cũng ấy. Tôi không lấy vợ luôn. Thôi nhìn bẩn như này thôi đéo xin được rồi. Thì mà mày nhìn bẩn kiểu này. Ông bẩn mày xin dễ anh ạ. Mang nó mang. Ai nói chơi cả cái này à? À có cả hai bên này không? Bẩn như này thì đéo xin được rồi. À bìm alo. Bìm Enduro Engineering. À. Đúng rồi. Bảo vệ. Engine. Đây đang quay. Đang lắp đây nha. Chà, hãng đâu có gì đâu thông cảm mà cứ mẹ tay lái kìa tạo kìa check cái đéo này anh check nhưng mà đấy là check anh cả tay cầm tay nắm kìa cả cái đông này cái đông đấy rồi cố gắng anh em cứ tập trung vào được quá luôn so cái gì ngang lắm cao thấp như nào thấp hơn của anh Cường thấp hơn con vô Dota này vai rồi thấp chưa thấp nhở đấy tay dài mà người cao mà đúng rồi thấp mình không theo nó được vì tay mình ngắn là phải đúng cao rồi. Lên dài không dài bao nhau để nó đỡ bị nhấc người lên xem có gì không gì? Có gì không có yên à cái này chắc là bọc yên à cái đấy thôi đi đéo mua việc quan điểm của anh đéo mua việc kể cả ra vip bây giờ chỉ có thịt mẹ ra cường ở đây thôi nhá lắp ít thôi thịt mẹ lắp cái nhiều cái lồn cút đầu đèn số 1 cái đít à đít mẹ đít. Cái đít khá khó không anh đít à nó cứ mang cả cái này cơ mà đít con mẹ mày đít đấy. Đít nó không mất công phết Odin đi à, dạ cái này bà này đít mẹ ôi cái đấy không cần đâu thôi cái đấy phải qua đây bảo sở thiết nhà thi